không nhổ, mày ăn rồi nhổ, mày thấy điên rồi. Ăn rồi nhổ. Bình thường mà. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hello các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ thử thách ăn một món cá sống các bạn ạ. Này, cá riêu hồng sống nhá. Nó thế chứ chết rồi, mình mới thịt, nó ra còn tươi, mình mới thịt trong kia rồi. Thì mình mang ra đây để mình làm ăn món cá mù tạt các bạn. Cá sống mù tạt luôn. Đó, thì hôm nay có hai thằng em nó đi cùng thì mình sẽ thử thách luôn. Cả thằng nào, xem thằng nào ăn được bị không bị sốc và thằng nào ăn được nhiều nhất. Đấy, thì đây là cái mù tạt này, mình mới mua ở chợ này. Wasabi. Đấy, còn đây là chanh, cà chua, hành, ăn sẽ kèm với hành. À, cái này sẽ để gói lại để ăn các bạn. Và mình sẽ chế biến cái này và cái này chế vào nhau thành nước chấm. Cả ớt nữa đây nữa. Đấy. Ôi, thì bây giờ anh em mình sẽ bắt tay vào để chiến thôi. Làm cái con cá này thôi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái bắt cái chanh này trước các bạn ạ. Tận kỹ thuật này lúc mình chưa cắt thái cái cá để cho đỡ tanh ấy, mình cắt cái chanh này ra trước này. Mình làm nước chấm trước. Rồi Huy sẽ là cả nhiệm vụ bắt vào đây nhanh. Ok. Mình sẽ đến câu đoạn lọc thịt cá nha các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thái nhé. Chén các bạn. Mời các bạn. Rồi, giờ thì mời các bạn cùng vào mâm anh em chúng mình nha. Ăn thử miếng xem như nào. Hôm nay mình sẽ thử thách ăn mù tạt và cá đi hồng sống. Cá sống luôn đấy. Thôi bây giờ thì Huyên trước à? Hay anh ăn trước? Anh ăn trước. anh trước anh ăn rồi nhưng mà anh ăn cái tôm cơ, chưa ăn cái cá này bao giờ. Đây làm thử ấy, sợ gì. Đúng không? Có cá đâu mà. Cá trong đây rồi đúng không? Cũng hơi bị chảy nước dãi các bạn ạ. Mời các bạn nhé. Bình thường mà. Dạ.
tốc độ này chưa phải là cay các bạn ạ. Cho ít vẫn còn ít. Ít kia mùi lạc quá. Ngon lắm. Ngon lắm. Không có một tí danh luôn. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon lắm. Từ từ Huy. Mình sẽ cho thêm một tí nữa tăng cái độ nhiệt huyết. Ngon lắm các bạn ơi. Cho hết luôn. Đấy. Cho nó sướng. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon cực bạn ơi. Lần đầu anh ăn và anh sốc nặng. Sau này thì ăn bình thường. Chắc ngon lắm đấy. Ngon lắm các bạn. Ông ơi. Không tanh một tí nào luôn đấy. Ngon. Rồi. Em ơi. Các bạn ơi, mình mời các bạn ăn nhá. Ngon lắm. Sợ quá. Sợ quá. Mời các bạn chấm nhá. Nhiều, chấm nhiều, chấm thôi. Để rồi. Cả ớt nhưng mà quan trọng gì. Mời các bạn nhá. Có không đây? Nó đi. Thật không đây? Chưa chảy nước mắt mà bình thường. Sướng. Ngon. Ngon. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm các bạn. Và nước không trôi. Cảm giác nào? Phê. Đây có tanh không? À. Ngon mà. Tanh gì? Phê. Sợ quá luôn rồi. Đâu đũa rồi. Nghĩa là mình sẽ làm thêm miếng tiếp theo cho không bị sao nhá. Phải các bạn làm miếng bia tươi. Mình đã tăng cấp độ lên rồi. Giờ mình ăn thử xem sao bị không. Phê không? Phê á. À. Hơi trong thông mũi rồi. Được, ngon đấy. Ngon của nó đấy bà con ạ. Là mình đã cho mình tăng cấp độ lên tí. Đó, thì miếng ớt. Mời bạn nha. Thông mũi các bạn ơi. Ngon lắm. Không tanh một tí nào luôn. Công nhận cái này ăn nó cũng gần giống như tôm các bạn. Nó ngọt. Hơi giòn giòn. Ngon. Phê. Có phim ăn đi, có phim. Đây anh quay cho. Đây, thằng cô em này nó ăn. Hello các bạn nha. Sẽ review miếng to đùng nha. Mình sẽ review một miếng gọi là cá siêu to khổng lồ. Ở đây, ok được luôn này. Làm luôn. Mình chỉ cần bỏ một ít chanh này thôi, mình bỏ ra. Cho hành vào. Mình cũng không ăn được hành mấy nên mình cho ít hành thôi. Cho cọng này vào. Dưới nữa, dưới nữa. Gọi là thôi cho miếng này vào đi cho nó cho quả ớt vào nữa này đẹp màu. Chấm nhiều vào liệu gần vắt thế kia. Mời các bạn nha. Đúng rồi. Thằng mũi. Nước mắt rồi. Bình thường đúng không? Đúng rồi. Hôm nay ăn không sốc nó quen rồi. Chảy nước mắt nè. Chảy nước mắt kìa.
Cố gắng, cố gắng, cố gắng chịu đựng. Ngon không? Ngon. Có bị tanh không? Rồi. Công nhận đúng không? Không tanh luôn. Mình bỏ qua chanh rồi, nó chín rồi. Nó gần như là chín là tái rồi, nó không ngon. À quên, nó không ngon, không tanh nữa. Khơi vào đi. Nãy giờ review mấy miếng đầu thì nó chưa được thăng cho lắm. Bây giờ cho thêm cái wasabi này mới này các bạn. Thêm nửa hộp nữa. Biết mình cho hẳn 2 hộp luôn từ đầu xem như nào. Nó đã khóc luôn. Khóc không? Khóc. Này, uống đi. Làm hớp cho đỡ ngột ngạt. Rồi. Đúng rồi, rồi. Ủa, kịch. À. Thấy không? Công nhận ngon rồi. Lần đầu tiên ăn cái kiểu cá này. Tôm với hàu gì ăn rồi. À bữa mày ăn miếng sống miếng chín đấy. Sống à, trong đây à? Trong chanh hả? Ừ, tao tưởng mày ăn ngoài đây. Bình thường. Miếng trong thì ăn miếng này thôi. Không, chỉ miếng thôi. Sợ rồi. Rồi. Cái gì Huy? Thật à? À, nó khóc. Mẹ thằng này chấm yếu thế nhỉ? Ăn thoải mái đi chứ. Anh thấy bình thường không? Ừ, bình thường. Khóc rồi, không nói nên lời, đau đầu quá. Cũng hơi sốc sốc đấy. Sốc chưa, mới này nó ghê quá. À, quên mất chứ. Chào các bạn nha, mình xin phép trước. Đi hả? À, đi. Nghe mình nó đi, công chuyện nó đi trước các bạn. Sau khi ăn thử vài miếng thì mình sẽ test thêm một nửa hộp nữa các bạn. Nói chung là chưa đủ đô lắm. Nhưng mà ăn nó còn hơi bị, mình ăn thấy nó bình thường, sao vô lý thế nhỉ? Thấy nó bình thường mà. Đây các bạn ơi, xanh lè luôn. Wow, bây giờ mới ngửi thấy mùi này. Wow, bây giờ nó mới sốc này. Nó mùi thuốc sâu vậy. Thật luôn mà, người mình giống mùi thuốc sâu. Có cả xì dầu ấy. Tuyết chanh vào đây. Được rồi. Để tôi làm đi xem. Ăn đi. Ôi giời ơi, chưa có miếng nào trong này luôn. Nhúng nhiều vào. Cho vào đây. Đấy. Mọt đó. Quả này là căng chơi căng luôn này. Thằng đét. Quẩy luôn này. Tóc đáy dựng nào. Ha 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 ha
này thì không bình thường này. Đùa với chúng tôi à? Chúng tôi ăn xì dầu. Chúng tôi không ăn cái đấy nữa. Mình sẽ đổi món nữa các bạn. Mình ăn thử xì dầu em thế nào. Đúng rồi, ngon. Trời ơi. Wow. Sợ à? Sợ thấm mũi. Ước luôn. Nhìn ra đây đâu. Chị không ăn như trước nữa. À, các bạn ơi, khóc rồi. Không dám chấm à? Bình thường. Mày ăn quen rồi đúng không? À, thấy mình bình thường. Hơi chảy nước mắt thôi. Hơi tức ngực ấy. Đặt. Với mình chấm hơi nhiều. Chấm nhiều nó chảy tí. Kiểu nó hăng quá anh. Không thở kịp. Tức ngực thật sự luôn đấy. Mày làm ăn một cái anh Quấn không? Rồi dây kiểu mày Quấn ra cho anh Quấn cho mày. Ok. Ok, anh Quấn mày chết nhá. À, ok. Cùng Quấn luôn được. À, anh Quấn chết đi. Có thích bùi đấy đi. Hả? Có thích bùi đấy. Ê, dây, à, Quấn... À, ok. Ăn theo thử thách nhá. Hai con anh Quấn chung đi. Quấn chung làm gì, anh cứ Quấn đi, tí em Quấn cho anh. Ta chơi mày bình thường mà chơi ác tao sao? Tao... Ờ, hai thằng Quấn cùng luôn. Xong rồi đổi cho nhau. Ok. Một pha trao đổi cực kỳ là ấn tượng các bạn ạ. Đùa chơi. Không chơi ăn xấu đâu mẹ. Mày cho nhiều cái đấy. Cái đâu mà nhiều. Thôi thôi ai chịu nổi. Kiểu cái đấy chắc hơi tức giá. Con này vẫn còn sống anh đâu ạ. Mày ui. Cuốn hai cái luôn á? Ừ. Hai miếng luôn á? Hai miếng. Hai miếng chấm cho lên tấm. Đây, mày chấm miếng cà chua nào. Anh nha. Rồi đây, thứ anh có cho mày đó. Chú miếng cà chua đỡ tội. Này. À, bây giờ mình sẽ thực hiện pha trao đổi nha các bạn. Rồi, cùng chấm cùng ăn. Chấm nhiều vào. Chấm mà chấm đàng hoàng. Đấy. Đấy, anh nhúng như thế luôn rồi. 1, 2, 3 này. Bắt kinh thế. Mày thua nhá. Thua. Nhìn anh nhúng em một phát xuống đây. Anh nhúng một cái mạnh. Mình cảm xúc quá, mình buồn quá. Khóc luôn các bạn. Người yêu cũ bỏ các bạn ạ. Còn người yêu mới thì đang trong tình trạng là chuẩn bị viết đơn ly hôn. Chơi tệ thế. Đúng rồi.
ăn một phát nó thông lên, nó gọi là thông các người luôn. Mình đã giành chiến thắng các bạn. Được. Chúc mừng chiến thắng. Các bạn ơi, bây giờ mình ăn cũng được một lúc khá khá là nồng cho mũi rồi. Nhà thằng cô em nó nghĩ ra cái cách chôn thằng bạn của nó, thằng cô em của mình nhớ, thằng bữa trước mà ăn cay các bạn. Giờ đang gọi này, gọi cho thằng đấy đến để bây giờ mình chôn nó, mình cho nó ăn sốc cho vui. Ok các bạn, đợi tin vui từ mình nhá. Alo, ulti gì ulti lắm đấy. Đang combat mà. Alo. Yếu mạng à? Giờ mình sẽ nhắn tin. Mạng yếu quá. Chạy lên kia một đoạn cho nó có mạng mạnh. Alo. Nó kêu 5 phút nữa hả? Ừ. Bây giờ mình làm cái kiểu gì đây? Mình giấu cái này đi. Không phải, nó ý là nó không biết mù tạt à? Không. Bây giờ nhá, cho thêm tí nữa vào. Điền à? Cho tí mình ăn. Như này nó không, như này cũng ấy rồi. Nó không, nó đã ăn bao giờ đâu. Nó chậm bao giờ hả? Chậm. Thôi bây giờ mình tí mình giả vờ đây là cái nước chấm, gọi là nước chấm gì? Siêu ngon. Ừ, thì tại vì còn mỗi nước chấm này không chấm gì chứ. Cất chai dầu, cất chai dầu đi. Kệ. Không, tí nó đòi chấm gì dầu sao? Điền à, nó chấm nước này. Đây gọi là gọi sốt. Sốt chấm cá siêu cay khổng lồ. Mình ăn mãi không hết, mình phải gọi bạn. Đây ăn mãi không hết. Đây tí mình quấn. Quấn cho nó xong rồi giấu miếng ớt vào. Thôi anh, đừng chơi vậy. Thế thì ác quá nhỉ. Thôi tí mình sẽ quấn cho nó một miếng bình thường, tại vì nó cũng đủ sốc rồi, tại vì nó chưa ăn bao giờ ấy. Mình sẽ làm cho nó theo cái cách của mình ăn bình thường thôi. Nhưng mà không nói cho nó là mù tạt. Thằng của em đấy thôi. Tái chanh mà. Em ăn được. Gà bò cái gì sống em không ăn được. Tái mà đâu phải sống. Thế đâu. Nhúng chanh nó chín mà. Chín rồi, nhúng nãy giờ lâu rồi mà. Phải làm. Anh quý mày, anh mới gọi mày vào thôi thằng này. Đừng quay em. Sao đâu, bình thường. Anh vào đây. Để đây. Biển. Thế em ăn được đồ sống. Anh từ đi, không có mùi vị gì đâu. Ôi trời. Tao ăn cho mày biết. Nước sốt. Đây là kiểu mắm. Mày ăn đồ này như này ý đó. Mắm bà hệ. Ăn mắm bà hệ. Nani. Phổ mai quá. Ăn thử một lần không? Vậy. Thì ăn thử, giờ ăn thử. Mày quấn cho nó mấy xem nào. Thằng bạn mình nha, à quên thằng em. Ăn gần hết thì nhớ là nó gọi. Mình sẽ quấn cho bạn sơn. Cho nó cả này nào. Nhiều giống một chiếc ăn cay. Chấm review. Ăn là xanh. Mình cho cả miếng ớt các bạn ạ. Nhạt, chấm như mạnh mạnh. Mời tất cả các bạn nhé. Lần đầu tiên ăn này. Này, sốt này chấm nó vậy. Cho hành mày, cho ăn. Ngon mà, cho hành nó mới đúng vị. Nó hăng à? Hơi hăng tí. Hăng vậy nó mới chống được nhiệt. Gì ấy? Thông não không? Mới con bát xong đang còn choáng. Lại mày nữa đi ôi. Chấm tiếp đi. Không đau bụng mà sợ, mày yên tâm đi. Điền à, con này như là chín rồi. Tú không ăn à? Để đấy, anh cứ để đấy. Anh thương là anh quấn mày. Thôi, để em tự ăn con nhé. Mùi vị gì, Sơn review đi.
mùi hăng hăng. Nhưng mà ăn khó được nuốt. Nó có tanh không? Không tanh. Em thấy kiểu gì? Nhưng mà có tanh không? Không tanh. Qua tanh làm sao mà tanh được? Ủa mùi mình tê chân quá. Sơn bắt đầu ăn quen rồi đấy. Có khi mai anh Thông làm cho em phần mới. Đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, khó tí. Ăn đi nhổ. Há mồm à? Hơi khó thở luôn rồi. Há mồm lên chút, không nhổ. Ăn đi nhổ, cái gì vậy? Ăn đi nhổ. Bình thường không? Mày ngại à? Anh mày... nhìn tao ăn này. Chai mù tạt à, có mù tạt thằng nào? Thằng nào cũng mù tạt lắm à. Ai mà bị xoang ăn này, thích à, thông thông, thông xoang luôn. Cứ đang xoang mẹ làm một nút này. Cái này mày như đơn bài quan được quan cày thôi. Mình xin phép kết thúc video tại đây, mình sẽ ăn một miếng cuối cùng. Nước mắt em đang rơi trên từng ngón tay. Em xin chào tất cả các bạn. Rồi, xin chào tất cả các bạn đã xem video của mình nhá. Chào tất cả các bạn nhá. Hẹn các bạn ở các video sau nha các bạn. Thông mũi. Hết viên xoang luôn các bạn ạ.